Chúng ta có một bài tập trong chương trình toán lớp 7 liên quan tới việc cộng trừ số hữu tỉ, tức là các phân số đây này. Và còn liên quan tới quy tắc bỏ ngoặc của lớp 6 nữa. Cái quy tắc bỏ ngoặc ở lớp 6 ấy, nó cực kỳ là cơ bản, cực kỳ là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta nắm không chắc thì làm những bài tập như thế này rồi lên lớp 8, chúng ta phải thu gọn đa thức, chúng ta cũng sẽ rất dễ bị sai nếu mà không nắm chắc quy tắc bỏ ngoặc, quy tắc giấu ngoặc. Rồi quy tắc mở rộng, đó là quy tắc thêm ngoặc. Thì bây giờ thầy sẽ nhắc lại nhanh với chúng ta một vài cái ý trong quy tắc bỏ ngoặc để chúng ta nhớ, rồi chúng ta sẽ thực hành làm bài tập này sau nhá. Ý thứ nhất chúng ta phải nhớ là gì? Nếu như trước ngoặc mà là dấu cộng thì ý của người ta là giữ nguyên mọi số hạng trong ngoặc. Chúng ta cứ bỏ ngoặc đi, bỏ dấu cộng đi và giữ nguyên mọi số hạng trong ngoặc, cả dấu và số giữ nguyên hết. Rồi nếu như trước ngoặc mà là dấu trừ thì làm sao? Thì chúng ta sẽ phải bỏ dấu trừ này. Chúng ta phải nhớ cho thầy từng ý một. Bỏ dấu trừ này. Rồi chúng ta bỏ ngoặc này. Rồi chúng ta đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Đấy, cái ý chính là như vậy. Nếu trước ngoặc là dấu trừ thì chúng ta bỏ dấu trừ, chúng ta bỏ ngoặc và chúng ta đổi dấu tất cả số hạng trong ngoặc. Rồi có một ý nữa quan trọng khi chúng ta làm bài tập, đó là gì? Đó là chúng ta đổi chỗ số hạng thì phải mang theo dấu của nó. Mang theo dấu của nó. Thế nào là dấu của nó? Mở ngoặc là cái dấu phía trước. Dấu ở phía trước. Cái dấu ở phía trước ấy thì được gọi là dấu của số hạng đó. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Biểu thức A đây, chúng ta nhìn cho thầy đi, nó có 3 cái ngoặc. Cái ngoặc đầu tiên này người ta không viết gì ở đây thì chúng ta được hiểu nó là dấu cộng. Đúng không nào? Không viết gì thì được hiểu là dấu cộng. Mà dấu cộng thì sao? Dấu cộng thì giữ nguyên tất cả các số hạng trong ngoặc. Chúng ta bỏ dấu cộng đi, chúng ta bỏ cái ngoặc đi, chúng ta giữ nguyên. Mà giữ nguyên tức là chép lại thôi. Chép lại nhá. 6 trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 2. Xong cái ngoặc đầu tiên. Chúng ta đã bỏ ngoặc xong cái ngoặc đầu tiên rồi. Bây giờ đến cái ngoặc thứ hai. Cái ngoặc thứ hai nó có dấu trừ đằng trước đây này. Đây là cái dấu trừ phía trước ngoặc. Thế thì chúng ta làm gì? Chúng ta bỏ dấu trừ, chúng ta bỏ ngoặc. Nhưng mà chúng ta phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Từ cộng thì biến sang trừ, từ trừ thì biến sang cộng. Thế cái số hạng 5 này là dấu gì đây? Nó là dấu cộng. Thế con đổi dấu thì con phải viết thành trừ 5. Cái dấu 5 phần 3 này là gì đây? Là cộng 5 phần 3 đúng không? Thì đổi thành trừ 5 phần 3. Trừ 3 phần 2 đúng không? Dấu là cái gì? Dấu là cái dấu ở phía trước ấy. Cái 3 phần 2 này nó mang dấu âm bởi vì nó là trừ 3 phần 2. Thế mình đổi thành cộng 3 phần 2. Thế là xong cái việc phá ngoặc thứ hai. Bây giờ đến cái ngoặc thứ ba. Ngoặc thứ ba của mình đây này. Phía trước nó có dấu trừ đây này. Vậy thì mình phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Tức số 3 này mang dấu gì? Mang dấu dương. Không viết gì tức là dấu dương. Mà cộng 3 thì bây giờ đổi thành trừ 3. Trừ 7 phần 3 thì đổi thành cộng 7 phần 3. Cộng 5 phần 2 thì đổi thành trừ 5 phần 2. Đây là cái bước đầu tiên, là bước mình bỏ ngoặc. Bước tiếp theo là mình làm gì? Bước tiếp theo là mình phải nhóm ghép các số hạng. Mình phải đổi chỗ các số hạng. Đây này, mình đổi chỗ các số hạng, hay còn gọi là tính chất giao hoán. Thế thì khi đổi chỗ ấy, thì các số nguyên là mình sẽ nhóm nó với nhau. Đó là số 6 trừ số 5 trừ số 3. Thế còn các cái số mà có mẫu là 3 đây này, mẫu là 3, thì chúng ta lựa, chúng ta ghép với nhau. Tại vì nó cùng mẫu thì cộng trừ nó dễ. Đúng không nào? Các phân số cùng mẫu rồi mà. Thì bây giờ chúng ta cứ để cho thầy là trừ 2 phần 3 này, trừ 5 phần 3 này, và cộng 7 phần 3. Rồi bây giờ cái mẫu 2 đâu? Đây, thầy đánh dấu ở trên cho chúng ta dễ nhìn. Đấy, những cái phân số mà có mẫu là 2 đấy. Thì chúng ta để cho thầy là cộng 1 phần 2, cộng 3 phần 2, trừ 5 phần 2. Ok chưa? Rồi bây giờ bắt đầu làm này. 6 trừ 5 trừ 3. Thì 6 trừ 5 là 1, 1 trừ 3 là còn âm 2.
Nhưng cái đoạn này bọn con thấy bị rối đúng không? Còn chưa thành thạo đúng không? Với những bạn học khá thì thấy không nói làm gì, nó có lằng nhằng một tí cũng vẫn thấy dễ hiểu. Nhưng với các bạn chưa thành thạo thì cái chỗ này thôi đã là một vấn đề rồi. Thì thầy có một cái mẹo nhỏ là bọn con cho thầy cái số dương này lên trước đi. Cho số dương này lên trước, nó dấu cộng đây này, gọi là số dương. Mình đổi chỗ được mà, đổi chỗ thoải mái, đem cái dấu này viết lên trước. Viết cho thầy là cộng 7/3. Sau đó mới trừ đi 2/3. Sau đó mới trừ đi 5/3. Chúng ta được phép đổi chỗ các số hạng mà mang theo dấu của nó. Rồi chỗ này thì lại ok, chúng ta để cho thầy 1/2 cộng 3/2 xong trừ 5/2. Sau đó chúng ta mới áp dụng quy tắc thêm ngoặc thì là chuẩn nhất. Trừ 2 này cộng với mở ngoặc 7/3 trừ 2/3 trừ 5/3. Ta thêm ngoặc thế này nó lại rất ok, bởi vì sao? Bởi vì trước ngoặc là dấu cộng. Trước ngoặc là dấu cộng thì mình giữ nguyên thôi, mình thêm ngoặc vào thôi, chả phải đổi dấu gì cả. Chỗ này bọn con cũng thêm cho thầy một cái ngoặc thì cũng không sao cả. Đấy. Tại vì trước ngoặc là dấu cộng mà. Trước ngoặc là dấu cộng mà bọn con phá ngoặc ra thì bọn con chỉ có chép lại cái này thôi mà. Chép lại thì nó là cái này rồi còn gì nữa. Đấy, thêm ngoặc mà trước ngoặc là dấu cộng nó rất là dễ. Thì chúng ta lên đổi cho thầy dấu cộng lên trước, xong rồi chúng ta mới thêm ngoặc. Chứ còn ngay từ cái đoạn này này mà bọn con thêm ngoặc lung tung ở đây là nó lằng nhằng lắm, rất dễ sai với các bạn chưa thành thạo nhá. Tiếp tục này, trừ 2 này hay là âm 2 này, cộng với, đấy, cùng mẫu rồi bọn con làm đi, 7 trừ 2 trừ 5 thế nó hết thì nó ra 0/3. Rồi cộng với 1 cộng 3 là 4, 4 trừ 5, 4 trừ 5 là âm 1/2. Thì kết quả của mình là âm 2 cộng với âm 1/2. Bọn con quy đồng lên thôi, kết quả âm 5/2. Xong. Đó, kết quả như vậy.